giá xăng dầu hôm nay ngày 20 tháng 12 tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Triển vọng kinh tế sáng sủa sau hàng loạt thông tin tích cực về COVID-19 đã giúp giá xăng dầu khép lại tuần giao dịch với mức tăng nhiều nhất trong 10 tháng qua. Giá xăng dầu thế giới Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao trên sàn New York Mercantile Exchange rẻ đứng ở mức 49.24 đô la Mỹ thùng. Giá dầu thô Brent cũng đứng ở mức 52.81 USD sạc thùng. Đây là mức giao dịch cao nhất trong 10 tháng vừa qua. Giá xăng dầu hôm nay, giá xăng dầu 20 sẹt 12, giá xăng hôm nay, giá xăng 95, giá xăng giảm giá dầu tăng cao nhất trong 10 tháng qua tuy nhiên. Giá dầu cũng đang chịu sức ép khá lớn từ một loạt các yếu tố như dịch COVID-19 vẫn gia tăng và diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng mạnh, vấn đề Brexit. Giá xăng dầu trong nước Chiều ngày 11 tháng 12, Liên Bộ Công Thương, Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường tăng mạnh trở lại. Kể từ 16 giờ ngày 11 tháng 12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng. Trong đó, giá xăng E5RON92 tăng thêm 635 đồng lít. Xăng RON95 IEE tăng 656 đồng lít và giá dầu DEGEN 0.05S tăng 458 đồng lít. Cụ thể như sau. Bản giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay ngày 20 tháng 12 xăng E5RON92 không cao hơn 15.129 đồng lít, tăng 635 đồng lít so với giá hiện hành. Xăng RON95 IEE, không cao hơn 16.007 đồng lít, tăng 656 đồng lít so với giá hiện hành. Dù DA dù majut giúp 180 CST 3.5S, không cao hơn 11.942 đồng trên kg, tăng 200 đồng trên kg so với giá hiện hành. Mức giá bán xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 11 tháng 12. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtam tâm com vn Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.